Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục sang bài học tiếp theo, bài số 36, số mệnh thứ hai của nhóm S, đó chính là ra quyết định một cách tức thì. Đối với nhóm S thì họ ra quyết định rất là chậm chạp, bởi vậy nên ngày hôm nay các bạn nhóm S đang xem khóa học này thì hãy học cách ra quyết định một cách tức thì, quyết định một cách quyết liệt, quyết định một cách rất là nhanh chóng. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì nhóm S luôn mong muốn đưa ra quyết định mà có thể đem lại sự hài lòng cho nhiều người nhất. Trong team mà có nhiều người nhóm S thì họp bình thường chỉ mất tầm một tiếng thôi là xong quyết định rồi. Nhưng nếu như mà có nhiều người thì nhóm S hay mong muốn sự chờ đợi từ người khác. Điều này dẫn đến việc họ thường mất nhiều thời gian cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng sự lựa chọn cuối cùng thỏa mãn nhiều người nhất có thể và chính xác. Thường để có sự quyết định đúng đắn thì cần phải có kinh nghiệm và kiến thức cộng với cả trải nghiệm. Thì nhóm S đôi khi cần có nhiều quyết định hơn để từ đó rút kinh nghiệm để vượt qua nỗi sợ hãi. Thì bí kíp của thành công các bạn nhớ này, đó chính là các bạn phải luôn luôn có những cái quyết định sai, hành động sai. Xong rồi mới đến là có kinh nghiệm, rồi các bạn mới có quyết định đúng. Các bạn chỉ cần vẽ ra một cái hình tròn: hành động sai, kinh nghiệm, quyết định đúng. Xong rồi mũi tên lại quay về hành động động sai. Thì khi này, hai chữ thành công mới có thể là đứng trước cửa nhà bạn được. Và vấn đề giải quyết như sau. Nhóm S, các bạn nên mạnh dạn và nhanh chóng quyết định. Quyết định không làm gì thì cũng được coi là một quyết định. Chỉ sợ là bạn không có quyết định, không làm gì mà thôi. Đấy là ý thứ nhất. Ý số 2 là thường có những việc khi mà các bạn suy nghĩ quá nhiều cho việc nên hay là không nên. Các bạn có chiếc ô tô A, ô tô B mà các bạn đã mất thời gian suy nghĩ nhiều tháng. Thì các bạn lựa chọn chiếc ô tô nào cũng được hết. Và khi đưa ra quyết định, nếu điều đó thành công thì bạn sẽ nhận được tiền bạc, danh vọng, niềm vui, hạnh phúc, sự reo hò từ người khác. Còn nếu không thì bạn cũng sẽ nhận được kinh nghiệm. Thì lần sau bạn sẽ làm tốt hơn. Như chính bây giờ, chính là làm khóa học. Mặc dù cái việc làm mà làm khoa học này nó rất là khó, nó không hề dễ, nhưng không làm thì sẽ không biết được rằng là chính có làm được khóa học hay không. Bởi vậy nên nếu như có các bạn chê thì chính xin cảm ơn các bạn, nếu như các bạn có tuyên dương thì chính sẽ nỗ lực để lần sau ra khóa học một cách hay hơn, tốt hơn. Tiếp theo nữa, đó chính là nếu như mà các bạn gặp những tình huống khó đưa ra quyết định thì có 3 câu hỏi này sẽ giúp các bạn quyết định nhanh chóng và đúng đắn hơn này. Thứ nhất là các bạn tự hỏi chính mình là trong cái trường hợp này này, phiên bản tốt nhất của mình nó sẽ quyết định như thế nào? Ví dụ, bạn đang muốn tham gia một cái tuần chạy bộ liên tục, nhưng bạn lo lắng là không biết nên tham gia hay không vì sợ là không hoàn thành. Thì giai đoạn này, hãy hỏi chính bản thân mình phiên bản tốt nhất của chính bản thân bạn là bạn sẽ làm gì trong trường hợp này. Ý số 2 là trong trường hợp này, những người hàng đầu, những người guru VIP nhất Việt Nam hay cũng như là VIP nhất thế giới, họ sẽ làm và giải quyết như thế nào? Ý số 3 là bạn sẽ làm gì để 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa bạn không hối hận với những cái quyết định của mình ngay thời điểm hiện tại? Thì đó là 3 ý mà mình chính muốn chia sẻ đến với các bạn. Và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.